Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Clip ngày hôm nay thì mình sẽ thử thách tiêu diệt quỷ Loa Sàn Hét nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy ra một khẩu súng, đó chính là khẩu súng ngắm nha các bạn nhá. Wow, nó đang bao vây mình các bạn ơi. Ở đây là có cả con quỷ đầu Loa Sàn Hét theo kiểu là có đây con quỷ đầu đèn giao thông các bạn ạ. Được rồi, bây giờ mình sẽ tiêu diệt những bọn quái vật quỷ Loa này. Ok các bạn, mình đang tấn công vào người con quỷ Loa để mình phá được lớp giáp của nó, bởi vì lớp da này của nó rất là chắc chắn luôn. Wow. Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng súng khác các bạn nhá. Mình sẽ thử sử dụng vũ khí khác để mình tiêu diệt con quỷ Loa này. Wow, các bạn ơi, thấy kinh không? Nó mạnh không? Ủa, nó nhiều chưa này bạn ơi. Mình muốn đấm nó luôn này. Đấm luôn. Đấm mặt nó. Chiu. Rồi. Nó không thể làm gì được mình luôn, bởi vì mình đang đứng ở trong ngôi nhà an toàn rồi. Nó chẳng làm gì mình đâu. Tránh nhau đi cưng. Wow. Quỷ này giao thông à? Ta không sợ đâu. Chiu. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho quỷ này giao thông với cả quỷ Loa này về tổ tiên, về chầu tiên vương luôn nha các bạn. Wow, con này khỏe thật. Con này khỏe đấy. Thôi mình đi xuống dưới đây. Mình không muốn đứng ở trên trên nhà này mình tấn công đâu. Rồi, mình đi xuống dưới rồi các bạn. Ui, đông như này các bạn ơi. Ấy, ai chạy ở trong nhà chạy. Ui ôi. Wow, trời ơi. Wow. Bãi trưởng thật, cái con quỷ này giao thông nó sử dụng vũ khí nó chính là cái loa cái cột đèn giao thông của nó các bạn, nó bắn trưởng ở phía mình các bạn ạ. Kinh thật. Khỏe đấy. Wow, nó bay đấy kìa bạn ơi. Ui, hai con nó kết hợp với nhau, ba con. Những con quỷ Loa với cả con quỷ đèn giao thông. Được, con đầu đèn giao thông ta sẽ tiêu diệt nhà ngươi. Wow, nó đá mình đấy bạn ơi. Cái trưởng lực của mấy con cột đèn giao thông này cũng như nó mạnh thật các bạn ạ. Quái vật đầu Loa này. Ui, kinh thật. Bây giờ mình phải tìm một chỗ trú ẩn cái đá bạn ơi. Phải tìm chỗ trú ẩn đã, sau đó muốn tấn công gì thì tấn công bạn ạ. Mình sẽ dùng cung tên bắn nó. Mày này con. Ủa con này nhanh thế. Ui sợ quá. Chạy. Trốn. Ui vãi cả trường ạ. À. Công nhận đây là cái sức mạnh của bọn này quái vật kinh thật các bạn ạ. À. Hai cái chủng loại quái vật này nó kết hợp vào nhau không đơn giản để có thể tiêu diệt được nó đâu. Bây giờ mình sẽ phải sử dụng vũ khí hiện tại của mình thôi để mình tấn công con quỷ Loa. Nhưng mà mình không kịp tấn công nó thì nó đã ăn thịt mình rồi. Ờ thôi chạy. Đây rồi. Ôi, thôi anh ơi. Thôi bình tĩnh. Ủa. Nói chung là không kịp chạy các bạn nhé. Các bạn biết vì sao mình không thể chạy chứ không thể chạy được, bởi vì nó đẩy mình ra các bạn ạ. Ui, chạy thôi. Ui, không thể tiến được nữa các bạn ơi. Nó dùng cái trưởng của nó để nó bắn mình, làm cho mình không thể chạy luôn ấy. Được rồi, trốn vào đây là ok. Như vậy là mình trốn vào đây là an toàn rồi nha các bạn. Bọn quỷ Loa đang ở ngoài và bọn quái vật đầu Loa nó cũng đang ở ngoài luôn. Quái vật đầu Loa đây này các bạn ơi, thấy kinh chưa? Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng vũ khí hủy diệt đây. Bây giờ mình sẽ tấn công con quỷ này bằng vũ khí thần công của mình. Mình sẽ bắn ra những quả bom. Ủa, con này khỏe quá các bạn ạ. Để mà tiêu diệt bọn quỷ Loa này không đơn giản đâu. Nó rất là khỏe luôn đấy. Các bạn nhìn chưa? Mình đang bắn vũ khí vào người nó các bạn ạ. Với vũ khí này nó là như kiểu quả rocket ấy, thì mình bắn trúng mục tiêu thì nó sẽ phát nổ nha các bạn nhé. Kinh không? Nói chung là pháo bắn vực trời luôn mà con quỷ Loa nó vẫn sử sức kìa bạn ơi, nó không sợ luôn đấy. Wow, mạnh thế nhỉ. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi ra hướng này mình tỉa nó. Ui, bọn quái vật đầu Loa này nó có thể phát hiện được mình khi mình di chuyển đấy các bạn ạ. Đừng có đùa nha. Mình nghĩ mình sẽ lên trên này đi. Ok, con quái vật đầu Loa này. Quái vật đầu loa này. Ui, nó làm cho mình hắt xì hơi luôn. Bây giờ mình sẽ lấy vũ khí khác để tiêu diệt nó nha bạn nhé. Để xem nào, vũ khí nào đủ khả năng để tiêu diệt cái con quái vật này đây. Đây rồi. Cái súng pháo này của mình đang tấn công bằng hướng quỷ Loa này bạn ạ. Nó bắn rất nhiều đạn luôn này. À, con quái vật đầu Loa này đang chảy máu bạn ơi, bạn nhìn thấy chưa? Có vết đỏ đỏ trên người nó chứng tỏ là chúng ta đã phá hủy được cái lớp giáp của nó rồi đấy. Xuyên thủng lớp giáp này của nó rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng vũ khí khác, chúng ta tỉa nó. Đây là hai khẩu lục nhỏ nha. Ui, không ăn thua rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng vũ khí khác đây. Thần công. Chiu. Đạn này không phải đạn bình thường đâu bạn ạ. Đạn không phải đạn tốc độ bình thường đâu. Đạn này nó bắn vào không biết để có tác dụng gì, như là điểm huyệt nó cho nó ghim hay sao ấy. Wow, nó không làm sao luôn bạn ơi. Ôi, chạy nhà. Mình có một vũ khí khác. Đấy rồi. Mình sẽ sử dụng khẩu thần công để mình tiêu diệt nó. Ui,
Nhưng mà tình hình là bây giờ cái con quỷ đầu đèn giao thông ấy, nó cứ bắn ra cái chưởng gì làm cho mình hút ra ngoài các bạn ạ. Wow. Đây rồi, mình sẽ bắn con kiểu loa này. Ui. Con quái ơi. Con ủi rồi. Con ủi chứ không bắn ra ngoài luôn này bạn ơi. Đây rồi. Chiu. 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 Quỷ đầu đèn giao thông này, quỷ đầu đèn giao thông này. Quỷ đầu đèn giao thông. Quỷ đầu đèn giao thông này. Ui cái con quỷ che các bạn ơi. Ok các bạn, như vậy là mình đã tiêu diệt thành công một con quỷ đầu loa rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng vũ khí 6 lòng để chúng ta tỉa vào người con quỷ đầu loa. Wow, các bạn trưởng ra, các bạn nhìn thấy không? Cái trưởng lực của mấy con quỷ đầu thông bên ngoài nó cũng khá là kích tởm luôn đấy các bạn ạ. Nhưng mà không sao, mình đang cầm trên cái khẩu súng này rồi thì mình không sợ ai hết. Sẽ tấn công quái vật đầu loa này luôn, xông lên, xông lên, xông lên, xông lên, xông lên. Wow, bọn quái vật nhiều quá các bạn ơi. Bọn sai thần hết quá nhiều luôn. Nó ăn thịt mình luôn rồi các bạn ạ. Được rồi, thế thì chúng ta sử dụng vũ khí khác thôi. Ui, nó chạy nhanh như này các bạn ơi. Được rồi, được rồi, chạy từ từ nhanh em. Từ từ bình tĩnh, từ từ bình tĩnh. Con này nó đang bị chôn chân dưới này rồi các bạn ơi. Nó bị trúng bẫy của mình rồi các bạn ơi. Ngôi nhà này của mình có bẫy nha. Nó đã bị chôn ở dưới này rồi các bạn ạ. Nó mắc kẹt ở đây rồi. Ok, bây giờ là cách để cho mình tiêu diệt nó. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng vũ khí khác đây. Đây rồi, chúng ta sẽ bắn tên lửa vào người ông quỷ loa. Đây là tên lửa đất đối đất. Mình đang bắn vào người ông quỷ loa để chúng ta phá được lớp giáp của ấy. Wow, một quả trưởng của con quỷ đầu thông bắn thẳng trực tiếp vào người mình luôn. Con quái vật đầu đèo thông này mạnh đấy. Nó đang luyện trưởng kìa bạn ơi. Đấy bạn thấy không? Kính không? Wow, mình đã trúng hai quả trưởng. Wow, mình né được các bạn ơi. Mình né được quả trưởng màu vàng. Wow, mình né được quả trưởng màu đỏ. Wow, nó bắn trưởng lên tù người mình luôn thì sợ chưa? Không sao, không sao. Chúng ta sẽ sử dụng khẩu canon thần công này chúng ta tỉa. Wow, một quả trưởng vàng trúng người mình luôn. Các bạn ơi, trưởng của con quái vật đầu đèo thông này nó có tác dụng. Ui, nó có tác dụng làm cho mình bay lên không trung, không trung rồi các bạn ơi. Xong nó bị quái vật đầu đoan thịt luôn, vãi trưởng thật. Được rồi. Nào, tao đây cưng, làm sao, thích thế nào, lên đây cưng. Này thì bướng này. Vào đây bé ơi. Vào đây bé ơi, anh chấp hết luôn. Anh bắn hết tất cả luôn. Chê bạn ơi. Tình hình là bây giờ cái cậu canon thần công mình hết đạn rồi các bạn ạ. Không hết đạn rồi thì phải chạy thôi. Đứng đây là chết ngay. Không thể ăn thua nữa đó rồi. Ok, từ từ ok. Từ từ chạy. Mình sẽ triệu hồi xe tăng thần công mình ra. Mình tấn công quỷ loa. Được rồi bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ triệu hồi xe tăng ra nhau nhé. Nói chung là ấy, gặp phải xe tăng này của mình ấy, thì những con quỷ loa này bạn này tắt nắng vô tắt điện luôn. Cho con quỷ ở loa tắt đèn luôn các bạn nhé. Cho nó biết thế nào là thần thông quảng đại. Mình bây giờ nó là Superman rồi cho nên mình không phải sợ. Mình không phải nghĩ. Nhưng mà bây giờ là tình hình là bây giờ con quái vật đầu loa này nó cho mình bay lên khung trăng kinh quá. Rồi, lên con cỗ máy xe tăng. Ok. Vãi cả trưởng thật, con quỷ ở loa này nó còn nó không đuổi gì. Ui, vãi trưởng thật. Mày được đấy. À, ái chà chà, con này kinh đấy, ta sẽ bắn úi rồi. Ui, mày này con quái vật đầu loa này. Kẹt ở đây rồi. Chết rồi. Úi dồi ôi. Từ, bây giờ mình sẽ điều con xe tăng đâm vào người con quái vật đầu loa này. Này thì bướng này, cưng, làm gì được nữa. Ok các bạn, như vậy là mình đang đứng rồi, mình đang ngồi bên trong của xe tăng rồi, bằng thép. Cho nên là mấy con quỷ đầu loa này nó không phải nghĩ luôn các bạn ạ. Nó không phải đối thủ của mình luôn. Làm sao? Lên đi cưng, làm sao? Yeah, mình đâm vào người con quỷ đầu loa luôn. Đâm vào người con quái vật để giao thông. Ăn trưởng đi cung. Rồi. Con trâu quá các bạn ơi. Làm sao để tiêu diệt được con quái vật ở đây? Con quái vật đầu loa này. Bắn cho nó quả lửa đảm bảo nó tèo luôn các bạn ơi. Cố lên. Con quái vật đèn giao thông này. Ôi, nó khỏe. Ôi, bị rơi ở đây rồi. Thôi, chết rồi. Phải chạy. Ôi rồi, biết ngay mà các bạn ơi. Như vậy là bọn quái vật đầu loa này nó đã phá được cái cỗ xe tăng của mình. Và nó đã lôi mình ra và nó ăn thịt. Được rồi. Mấy con quái vật này được đấy. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng vũ khí thần công của mình đây. Thần kiếm ánh sáng của mình. Nhảy lên, chém. Chiu, bùm. Chiu. Ui. Như kiểu gãy ngứa con quỷ ở loa luôn các bạn ơi. Con thua rồi. Như vậy là cái ánh sáng này của mình con thua. Để tiêu diệt nó không phải đơn giản đâu các bạn ạ. Thế thì
những cái vũ khí bình thường như vừa nãy mình thử nghiệm là con thua bạn nhé. Cho nên chúng ta sẽ phải sử dụng vũ khí hủy diệt. Thì bây giờ mình sẽ lục trong phòng đồ của mình vũ khí hủy diệt đây rồi nha bạn ơi. Đây. Rồi, mình sẽ sử dụng vũ khí để tấn công tiểu loại. Ăn uổi. Kinh chưa? Nhìn xem ta đây. Xem vũ khí của ta đây, lại đốt cháy rồi người. Ủa, mình phải thay đổi liên tục luôn bạn ơi. Mày này con. Con bắt đầu loa. Quái bắt đầu loa này. Ta sẽ tiêu đốt người bằng tia laser. Wow, kinh thế nhỉ. Chúng ta phải tiêu diệt hết tất cả những con vật thủy ra nào thông về trước ra. Sau đó bắt đầu mới tiêu diệt cái con thủy ra phía sau. Ủa con này khỏe thế. Ok các bạn, như vậy là vũ khí này khó thể tiêu diệt nó rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ sử dụng vũ khí khác. Đây ạ. Đốt con có vật đầu loa này bằng điện giật các bạn ạ. Đây là tia sét 1000 năm. Tia sét 100.000 V đang chiếu thẳng với con thủy loa nhưng mà hết đạn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng vũ khí của Gaster nha. Ok. Mày thì con. Wow, vũ khí sắc. Ok luôn. Ok luôn. Chiu. Chiu. Wow các bạn ơi. Đây là vũ khí của Gaster đấy bạn ơi. Mạnh cực. Mình sẽ soi con quỷ đầu hoa phát đi luôn bạn ơi. Làm cho con quỷ đầu hoa đầu loa bị biến hình luôn bạn ơi. Mình không biết là con quỷ đầu loa này có to tèo hay chưa nhưng mà mình như kiểu nó biến nó sang một thế giới khác rồi ấy. Ôi hết đạn rồi. Từ từ mình sẽ thay đạn lại nha. Con quỷ đầu loa này. Đi ngắm mắt con này. Ui, nó điêu, nó tèo rồi bạn ơi. Pew. Wow. Vũ khí này mạnh thật sự luôn các bạn ơi. Pew. Wow. À đây rồi, con quỷ này nó thông này. Nhà ngươi muốn ăn trưởng đúng không? Thế thì được rồi. Được rồi, được rồi. Đợi tí đây cho ngươi ăn trưởng. Đây rồi, đợi. Chiu. Chiu. Wow, vũ khí mạnh thật các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thử sử dụng vũ khí khác mạnh hơn nhá. Để xem nào có vũ khí nào mạnh hơn không. Rồi, chúng ta đã tìm đây rồi. Mình sẽ sử dụng vũ khí này mình tấn công tiểu loa. Từ những con quái vật đầu loa, con quái vật đầu này nó thông nó bắn trưởng mình liên tục vào người ấy. Mình khó chịu thật đấy. Con quái vật đầu loa này, các bạn thấy không? Một quả tên lửa của mình đã khiến ba con quái vật đầu loa ăn trưởng luôn các bạn ạ. Không biết còn con nào ở xung quanh đây nữa hay không nhỉ? À, đây rồi, còn một con quái vật nữa đây rồi. Con này đứng im có vẻ rất là hiền luôn, chắc là không làm gì mình đâu. À, không phải đâu bạn ơi. Con quái vật này có phải ăn thịt mình nữa. Mình nhìn thấy cái xác của mình rồi đây này. Ok, bây giờ mình sẽ tiêu diệt con quái vật cuối cùng rồi nha các bạn. Boom. Rồi xong. Như vậy là con quái vật đầu loa đã bị tiêu diệt rồi các bạn ơi. À vẫn còn các bạn ơi. Kia kìa, vẫn còn một con nữa kìa. Được rồi, chúng ta sẽ sử dụng vũ khí tên lửa hành trình để chúng ta tiêu diệt con quái vật cuối cùng rồi nha các bạn nhá. Mình có một cái tên lửa hành trình rất là hay luôn. Cho bạn xem luôn đây. Mình sẽ bắn một quả nha các bạn nhá. Wow, trước khi mình bắn nó thì nó đã kịp bắn trưởng mặt mình rồi. Đây rồi. Đây chưa tên lửa hành trình nha các bạn nhá. Đấy, có thể bay được vòng quanh con người con quỷ loa này. Kinh không? Sa, bây giờ mình sẽ bay trở lại và tiêu diệt mục tiêu nha các bạn ơi. Đâu rồi? Đây rồi. Boom, như vậy mục tiêu đã bị tiêu diệt rồi nha các bạn. Ok. Rồi. Chương trình ngày hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả bạn xem video này nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn cần đi lần sau nhé. Bye bye tất cả các bạn. Yêu tất cả các bạn nha. Bye bye.